con từ Việt Nam và xã Lâm Điện Tây này đó. Thầy đâu rồi? Ở đây là chỗ linh thiêng, tại sao la hét như một con điên? Thầy Nam Hồ Nguyên Quảng Thư Me.
về nhà con cầm cái chén nước thánh này, con bỏ vô tủ lạnh 47-49 ngày sau con lấy nó ra. Vừa làm gì này? Gì vậy? Hả? Quên, có nghĩa là 2 giờ sau con lấy nó ra. Làm gì? Bỏ nó vô lại. Trời ơi, vậy sao nó chuyển? Có nghĩa là con về nhà con lấy cửa bỏ đi. Dạ, nã thầy thấy mấy con này rồi. Dạ, con ở nhà đó, con hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Hiểu không? Uống cái này. Đổ bỏ.